Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình ra ngoài cái vườn vạn thọ của mình á, thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà để mà khắc phục mà khi mà bông vạn thọ của mình mà nó trổ sớm nha các bạn. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái nguyên nhân mà nó trổ sớm nha các bạn ha. Thì đây các bạn, thì do là cái nguyên nhân thứ nhất là do mình ngắt đọt nó sớm các bạn, thì nó sẽ bung cơi cũng như là nó sẽ là ra nụ sớm nha các bạn ha. Đây các bạn xem nữa không, đây là cái khúc khác của mình trồng cũng nhiều lón các bạn, mình trồng để bán Tết nè, rồi bữa bán mấy cái rằm này nọ các bạn. Thì năm nay chia sẻ cho các bạn vậy, thì cái cách mà các bạn đi phân á nó cũng không đúng á, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái kết quả mà ra bông nữa các bạn. Khi mà mình ngắt đọt sớm vậy á, thì nó sẽ làm nụ sớm nha các bạn ha. Thì đây là cái vườn vạn thọ của mình nha các bạn. Thì ở đây là mình có là vạn thọ nè, vàng nè, cũng như là vạn thọ cam nữa các bạn. Nói chung là mình trồng để mình kinh doanh nhiều lón. Và cái cách khắc phục mà để mà khi mà để mà bông vạn thọ mình nó ra sớm á, thì nếu như là các bạn nào là mới á, thì các bạn mình xin góp ý vậy ha. Thì mình sẽ canh mình ngắt đọt cho nó đúng cái thời gian. Ví dụ như cái như là cái vạn thọ mà kinh doanh á, thì mình sẽ ngắt đọt là khoảng đâu tầm khoảng là hai mấy 30 ngày các bạn đó, thì mình sẽ ngắt đọt ha. Còn vạn thọ thường á, thì mình sẽ cắt ngắt đọt sau khoảng là 20 ngày, chứ nếu như là mà chúng ta ngắt sớm quá thì sẽ làm nụ nó sớm nha các bạn. Và nếu như mà mình lỡ như là mình ngắt đọt sớm rồi thì bây giờ mình phải làm sao, thì ở đây thì mình có cái mẹo nhỏ như vậy. Thì nếu như mình á, thì mình sẽ là tưới nhẹ cái thằng phân là ure nha các bạn nha ha. Và mình sẽ thêm cái giá thể vô thì nó sẽ làm giảm đi cái sự phát triển của cái nụ nha các bạn. Còn riêng cái phần mà ure này các bạn, khi mà cây mà mình mà nó còn nhỏ thì các bạn không nên tưới nha các bạn ha. Các bạn tưới nhiều quá nó có nguy cơ là nó ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây vạn thọ các bạn, nó có thể làm cho cái vạn thọ mình nó bị cháy rễ các bạn. Đây là vườn vạn thọ của mình nha các bạn ha, các bạn xem ha. Ở đây mình trồng cũng không có mần cỏ nhiều các bạn, nên cũng còn cỏ, chủ yếu là mình nhổ nguyên gốc lên các bạn. Này, cái này là vạn thọ cam nha các bạn ha. Thì hôm bữa thì cũng có là nhiều bạn mà hỏi mình á về cái cách xử lý mà bông vạn thọ mà nó trổ sớm, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Ở đây thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình thôi, chứ mình không có kêu là các bạn làm thêm nha các bạn. Vì mỗi người là mỗi cái cách trồng nó khác nhau hết, chứ không ai giống ai hết các bạn. Thì ở đây mình chỉ là một video góp ý thôi, các bạn xem nhiều kênh ha, và các bạn rút ra kinh nghiệm cho mình để các bạn xử lý nha các bạn ha. Đó, nếu như là các bạn mà chẳng như trồng cái thời điểm nó khác nhau và cái cách ngắt đọt nó khác nhau nữa, thì nếu như là bạn làm theo mình thì có thể là ảnh hưởng đến cái hoa màu của các bạn cũng như là cái hoa tết của các bạn ha. Đó, ở đây thì mình xin lưu ý vậy ha. Đây chỉ là một video là góp ý thôi nha các bạn, cũng như là quay cho các bạn xem về cái vườn vạn thọ của mình thôi. Đây các bạn, ở đây là mình ngắt nè. Khi mà ngắt đọt thì nó sẽ bung cơ ra như thế này các bạn. Và mình chỉ để lại những cái cành chính thôi, những cái cành phụ thì mình sẽ tỉa bỏ nha các bạn ha. Thì giúp cho cái bông mà chính của mình thì nó sẽ trổ đẹp hơn. Ở đây thì mình cái đám vạn thọ này mình trồng cũng gần lộ các bạn, nên thành ra nó cũng hơi ồn ào nha các bạn ha. Đó các bạn xem. Thì đây là vạn thọ của mình nha. Đó các bạn xem giúp mình ha. Thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là bấm nút đăng ký ha, để nhận được những thông báo từ kênh của mình ha. Thì hiện tại thì mình chia sẻ rất là nhiều loại bông cũng như là hoa Tết á, thì bạn nào nhấn đăng ký thì bạn sẽ nhận được nha các bạn. Rồi, và cuối cùng thì mình xin được mến chào tất cả các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.